Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, em giới thiệu đi em. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam Minh Hàng Rào và chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay cũng như quý khán vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trần Thị Thanh Hằng, năm nay em 30 tuổi, hiện tại em là nhân viên kế toán, sống và làm việc tại quận Thủ Đức. Nhà em thì ở dưới Đồng Nai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Lần đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả và bạn nữ kế bên. Em tên là Nguyễn Văn Giang, 34 tuổi, đến từ Bến Cát, Bình Dương. Nghề nghiệp chính, chuyên môn chính của em là kỹ sư điện. Công việc hiện tại của em là em làm là Production Supervisor, là giám sát sản xuất cho một công ty về thiết bị y tế là Terumo BCT Việt Nam. Địa chỉ là ở Long Thành, Đồng Nai. Nhà bạn ở Đồng Nai là ở đâu ha? Nhà mình thì mình ở dưới Long Khánh á, nơi nào mà trái cây nhiều nhất đó. Long Khánh thì bản thân Giang thì cũng rất là thích ăn chôm chôm, thì hy vọng là sẽ có dịp được đi xuống Long Khánh. Không có chôm chôm đâu mà ăn. Chôm chôm hết mùa rồi bạn ơi. Hết mùa rồi. Gặp sớm hơn tí nữa chắc có đó. Rồi mình giới thiệu về mình đi cho bạn gái bên kia biết như sao. Thì bản thân Giang thì là một người rất là cởi mở, hòa nhã và chân thành. Thì bản thân cũng là thấy là một người chín chắn, điềm tĩnh và rất là chính trực, và đặc biệt là trong công việc làm thì rất là sâu sắc và tỉ mỉ. Rồi còn em, trước khi tốt nghiệp đại học xong thì em làm nhân viên xuất nhập khẩu. Nhưng mà 2 năm gần đây thì em về em làm kế toán cho một công ty vận tải của người quen. Công việc thì kế toán thì cũng có tỉ mỉ á. Nhưng mà nói thật thì điểm yếu của em thì có lâu lâu nó cũng hơi mất tỉ mỉ một tí. Rồi còn cái điểm yếu nào nữa không em? Điểm yếu của em thì bạn bè nó chơi với em nó nói hoài một câu à. Sao mà tao không thấy mày điểm mạnh bằng một bầu trời điểm yếu không à. Nên nếu mà xét ra theo em thấy em yếu nhất á, chắc có thể là em dễ bị dụ nhất á. Trai đẹp dụ là được. Nhưng mình cũng phải có cái điểm mạnh nào chứ đúng không? Điểm mạnh thì em có thể tự tin là em nấu ăn rất là ngon. Rồi về tình trường mà bạn trai trải qua mấy mối tình rồi em? Chị Cát Tường, em trải qua 2 mối tình thì các bạn biết thì mối tình hồi học sinh thì lên năm nhất đại học thì cũng không có bền. Rồi. Và mối tình thứ hai thì chia tay cũng lý do là hồi đó em chưa có đủ sự quan tâm lắm dành cho bạn nữ đó. Đến với chương trình thì em nghĩ là đã đến lúc và em nghĩ là em có đủ sự chín chắn và sự quan tâm cần thiết và sự chân thành để dành cho bạn nữ kế bên. Tốt. Có sự quan tâm là được rồi ha, đừng có thiếu sự quan tâm. Mình thì sao em? Dạ, em thì ít hơn bạn nam bên kia. Xét mà về mối tình của em thì đơn phương thì em yêu hai mối tình đơn phương. Nếu mà xét mà chính thức thì em chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Nhưng mà cũng chia tay cách đây 2 năm rồi. Do khoảng cách nó xa quá nên không có sự quan tâm với nhau, nó thiếu lại. Ở đâu với ở đâu mà xa? Dạ, ở tuốt ở dưới Kiên Giang lần chị. Trong khi đó em ở Thủ Đức. Thành tình yêu chưa đủ lớn ha, dạ, để mà vượt qua. Rồi. Mà em nói đàn trai hơi lo cái chuyện là em hay bị dễ bị trai đẹp dụ đó. Đủ giờ đang có người yêu hay có gì cái em bị dụ rồi sao? Dạ không, anh có người yêu rồi. Dạ, em chào anh. Chưa có người yêu thì em sẽ rất dễ bị dụ. Nhưng mà khi mà có rồi thì em lại là chung thủy. Thứ đẹp trai là dụ em được á hả? Dạ, giờ trai đẹp là dụ được. Còn khi mà đã xác định rồi là trai đẹp cỡ mấy cũng không dụ được. Đúng nha, chứ nhiều khi có chồng, có người yêu, cái trai đẹp dụ cũng chịu luôn là mệt lắm. Cái đó em không dám. Rồi, em muốn một chàng trai như thế nào? Dạ, lên đây thì em muốn tìm một chàng trai, nói chung là cao từ 1m65 trở lên. 65, có luôn. 1m71. Đúng rồi. Dư 71 luôn hả? Ừ, 71 luôn. Ngoại hình thì có hơi đô con tí, tại em thích nhìn trai cơ bắp. Khỏe mạnh. Có đô luôn hả chị? Có đô. Công việc thì chắc chắn là phải công việc của bạn là ok, em nghe bạn giới thiệu là ok rồi. Rồi, gì nữa? Đặc biệt là không được hút thuốc. Có hút thuốc không? Không. Hút thuốc uống rượu thỉnh thoảng em. Nói chung là không hút thuốc. Dạ. Rồi, gì nữa? Và không có gia trưởng nữa anh ơi. Không gia trưởng. Con trưởng chứ không gia trưởng. Có luôn. Rồi vậy là ok rồi. Khỏe đúng không? Khỏe rồi đó anh. Trời ơi, đàn trai ngon lành luôn. Còn bên kia, bây giờ bên kia nói cái chuẩn của mình đi để bên này nghe coi thì được không? Bản thân em thì em cũng nghĩ là chỉ kiếm một quan nữ là năng động, nhiệt tình và đủ sự chân thành. Thì bản thân Giang thì Giang đi làm về thì Giang cũng là mẫu người đàn ông của gia đình, cũng phải đi chợ nấu nướng rồi cũng phải dọn dẹp nhà cửa, rửa chén rửa bát, quét nhà quét cửa, và bản tính thì cũng sạch sẽ thì bạn nữ bên đó cũng yên tâm. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Thì như bạn nói thì em không thích là bạn nữ là không có sự chung thủy. Bên đây là người ta có cái tiêu chuẩn bạn trai. Dạ. Và bên đây em nào về ngoại hình rồi vóc dáng rồi muốn sao nói luôn đi. Thì bạn nữ thì cũng dễ nhìn, cao 1m65 trở lên. Rồi. Dáng người thì mảnh mai.
Nói chung là nếu con gái thì nếu mà có nhuộm á, thì cũng nhuộm vừa thôi, và đặc biệt là không xăm. Tại vì em thì em thích người phụ mẫu phụ nữ truyền thống. Bây giờ được chuyện nào đám cưới nè? Thì em hy vọng thì nếu mà được thì cuối năm thì, cuối năm? Dạ. Mọi thứ sẵn sàng hết rồi ha? Dạ. Rồi. Em trai đi với ai? Dạ em hôm nay em đi với mẹ, với dì, với lại em trai ruột, em trai họ và hai đồng nghiệp nam của em. Rồi cho gặp mẹ em nha. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường, dạ. Chào quý vị khán giả trường quay. Mình là mẹ của Giang. Con mình nay cũng đã là 34 tuổi rồi. Bạn gái cũng được. Nhờ ông Mai bà mối cho hai cháu nên duyên chồng vợ. Dạ, anh trai có ý kiến gì à? Cho ý kiến. Chào Cát Tường và anh Quyền Linh. Nhưng em là em Nguyễn Văn Sang, em của anh Giang. Nhưng em phần nhận xét của em thấy nếu mà chị bên đây đồng ý về với anh em là em thấy rất đẹp đôi. Nhưng phần mà chị nói nấu ăn ngon là hợp ý. Rồi, cảm ơn cả gia đình. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em trai ruột của em và một người bạn thân ạ. Chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Chào quý vị khán giả ở trường quay. Dạ, chào hai con. Thì theo như má thấy nhận xét thì má thấy bạn trai bên này thì má thấy cũng được. Cũng có công ăn việc làm ổn định thì cái này là cũng là một cái duyên. Thì nếu mà hai con cảm thấy được thì cho nhau một cơ hội để tiến tới hôn nhân. Còn không được thì bạn bè vẫn tốt không sao. Thôi được rồi. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ em cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Thì hôm nay lên công ty nha, anh luyện rất là nhiều, không biết là ca có hay không, nhưng mà lời bài hát này là cũng là những cái gì mà anh muốn nói với em, và hy vọng là em lắng nghe và em hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của anh. Bài hát này tên là Chân Tình ha. Dạ trước khi anh hát cho em tặng anh quà luôn đi. Đặc sản dạ đúng rồi, đây là đặc sản cây nhà lá vườn của em. Cảm ơn anh nhiều. Nhà trồng luôn hả em? Nhà trồng ạ. Ồ trời, cái bưởi to quá ha. Anh sẽ ca bài Chân Tình. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tần đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Trời ơi, múa có đòi minh họa nên mới chịu ha. Giờ xong rồi đó, thì... bấm nút luôn đi, khỏi nói gì hết. Thấy hát hợp lại lý lắm rồi đó. Dạ không, thì lên em cũng có một bài hát cũng muốn hát lại cho anh. Có cả anh múa gì không? Dạ có, nếu anh hổ được. Em thả mùa yêu nhé. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến ai, nhưng nay tim em ồn ào khi nghe sang anh nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có mấy khi. Em run rồi. Cứ tự nhiên em, tự nhiên không sao. Tin không em đang thật lòng. Em tiếp. Đang nghe đây anh nói đi anh. Rồi anh nói đi anh. Anh sẽ nói ba câu. Câu thứ nhất là biết quan tâm mọi người thì mọi người sẽ quan tâm mình. Cái câu thứ hai là nếu mà có khuyết điểm thì mình phải khắc phục, nếu mà không khắc phục là lỗi của mình. Và cái câu thứ ba nó là thời gian thì nó rất là quý giá, bởi vì cuộc sống nó rất là ngắn. Nếu mà em không trân trọng những cái giây phút này bên đây thì mình sẽ không có những cái giây đó. Trong ba loại đó anh có thích loại nào không thì ạ? Thì anh nói em luôn là trong ba loại này thì anh thích nhất là quýt. Vậy em quýt lột anh cho anh luôn nhé. Okay. Quá tốt. Wow. Nếu mà lột thì ha, để anh lột cho. Để anh lột cho. Thôi lột chung đi anh. Lột hai đứa cùng lột. Trời ơi. Thôi em với anh Linh đi xuống luôn cho rồi đi. Chết rồi, thấy chưa? Em rung rồi nè, thấy chưa? Để em lột cho. Em lấy nè. Cái này. Rồi. Thì em có cả anh đút cho em ăn không? Nếu anh ok vui lòng. Thì ngọt không anh? Anh thấy nó rất là ngọt. Ngọt từ từ cái tay em bóc, và anh nghĩ là anh mong muốn là ngọt từ vị ngọt đôi môi. Anh mong muốn là ngọt từ vị ngọt đôi môi.
lột bưởi ăn luôn đi. Thì anh thấy là mình đến đây cũng là một cái duyên và là một cái định mệnh, thì anh nghĩ là hai chúng ta sẽ trao cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu về nhau. Về khoảng cách địa lý thì không có thành vấn đề. Thì một tuần lễ thì em rảnh khi nào ha? Dạ em rảnh thứ bảy với chủ nhật ạ. À thì nếu em rảnh thì em thích đi đâu ha? Ví dụ như là Bắc Sun, Aeon, Vincom, hay là em thích đi coi phim? Dạ không, em không thích đi vô trung tâm thương mại, em thích đi phượt, đi những cái khu mà sinh thái đó. À sinh thái, vậy là ở bên Đồng Nai có thác Giang Điền, em đi cho ta ha. Dạ chưa anh. À vậy là mình có dịp mình đi cuối tuần. À. Dạ. Hai đứa tìm nút bấm luôn đi. Được rồi, hợp lý rồi, bấm luôn em. Thì khỏi đếm luôn đi em. 1 2 2 9 9 3 3 Rồi. Bữa nay khỏe á. Rồi tự ôm hung luôn. Đó. Rồi con xin phép bác. Bây giờ hung nè, trời ơi. Xin phép bác với em trai. Ừ. Không tàn. Vì hung tay, hồi nãy mới đốt nha, ăn quýt đồ dữ lắm nè. Làm dữ lắm mà, hung há luôn.